Xin chào các bạn, sản phẩm có mặt trong video ngày hôm nay đó chính là một mẫu máy giặt sấy có tên mã là FV1412H3BA đến từ nhà LG với khối lượng giặt lên đến 12kg và sấy là 7kg. Về tổng quan thiết kế thì máy có màu đen, lớp vỏ ngoài của máy làm từ kim loại được thân tĩnh điện, không những giúp cho máy được bền bỉ theo thời gian mà còn giúp cho tụi mình dễ dàng vệ sinh khi mà lau chùi. Máy sẽ có tổng cộng 14 chế độ giặt sấy để cho tụi mình sử dụng. Để lựa chọn các chế độ này thì chúng ta sẽ xoay núm điều khiển, còn tùy chỉnh các thông số khác thì sẽ có một bảng điều khiển cảm ứng ở kế bên. Các thông số được hiển thị ở bảng điều khiển to và rõ ràng, được dịch song ngữ Việt Anh, cảm ứng và núm xoay cũng rất là nhạy. Tiếp theo là trên chiếc máy giặt này của LG được trang bị công nghệ mà trước giờ chỉ có trên các dòng máy giặt cao cấp của hãng, đó chính là Easy Dispense. Với công nghệ này thì các bạn chỉ cần đổ nước giặt xả một lần mà không cần bổ sung trong mỗi lần giặt. Máy sẽ tính toán và phân bổ đồng đều một cách tự động, giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian và thao tác trong quá trình sử dụng máy hàng ngày. Phần trung tâm của máy giặt này là vị trí của cửa máy giặt. Cửa được trang bị là cửa kính hai lớp có khả năng chịu lực và viền bằng kim loại tạo nên cảm giác rất chắc chắn. Phía sau cửa là một bộ phận không thể thiếu của một chiếc máy giặt, đó chính là lồng giặt và mâm giặt. Về cấu tạo thì lồng giặt của máy được làm từ thép không rỉ, bên trong được bố trí các lỗ thoát nước và các vân nổi đang xen nhau. Ngoài ra thì phía bên trong lồng giặt này còn được trang bị các cảm biến để công nghệ AIDD có thể tối ưu hóa quá trình giặt của tụi mình bằng cách là tùy chỉnh lượng nước và thời gian cho phù hợp với từng mẻ đồ. Cụ thể là ở chế độ vắt, độ ồn chỉ khoảng 45 dB. Để đạt được sự êm ái này, đó chính là nhờ vào động cơ truyền động trực tiếp và công nghệ inverter giúp cho lồng giặt hoạt động hiệu quả mà vẫn đảm bảo tiết kiệm điện năng và hoạt động êm ái. Phía dưới cùng này thì chúng ta sẽ có bộ lọc bơm xả. Sau một quá trình sử dụng định kỳ thì các bạn nên vệ sinh bộ lọc này để máy có thể hoạt động ổn định nha. Và chắc chắn rồi, với một chiếc máy hiện đại như thế này thì chúng ta sẽ không thể nào thiếu được một ứng dụng điều khiển trên điện thoại. Để kết nối giữa điện thoại và máy giặt thì bạn có thể quét mã QR code ở nắp máy giống như mình. Nếu có khó khăn trong việc kết nối thì các bạn có thể xem thêm trong hướng dẫn sử dụng hoặc link video điện máy xanh đã có hướng dẫn cách kết nối nhé. Giá của sản phẩm hiện tại mình đã cập nhật đến ngày 2 tháng 5 năm 2024 đang ở website điện máy xanh là 16.590.000 đồng. Tùy vào chương trình khuyến mãi và các thời điểm khác nhau mà giá này có thể thay đổi nữa. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm một số sản phẩm máy giặt khác mình đang có hiển thị ở đây. Với một chiếc máy giặt có khả năng vừa giặt vừa sấy và đa dạng các chế độ giặt thì mình nghĩ là sẽ rất phù hợp với những gia đình đang có em bé hoặc những ai có làn da nhạy cảm, dễ bị dị ứng. Hoặc nếu các bạn đang ở những căn hộ chung cư có không gian khiêm tốn mà vẫn muốn quần áo của mình được giặt sấy thơm tho thì chiếc máy giặt này thực sự rất phù hợp. Video đến đây đã hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like và subscribe cho tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.